Xin chào các bạn, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản tin S News được lên sóng hàng tuần trên S Channel. Trong tuần 4 của tháng 5 chắc chắn là sự kiện quan trọng nhất cũng như là đáng chú ý nhất đã diễn ra trong tuần vừa qua. Không có cái gì khác ngoài sự kiện đó là chuyến thăm 3 ngày của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến với Việt Nam. Một sự kiện chính trị nhưng lại được hưởng ứng giống như một ngày hội vậy. Và chắc chắn là phản ứng của cư dân mạng ở trên Internet thì cũng là hoàn toàn tương tự. Dẫn đầu danh sách tìm kiếm trong tuần vừa qua trên Google không có gì khác ngoài những từ khóa liên quan đến Tổng thống Barack Obama cũng như là những hoạt động bên lề của ông. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tin tức đầu tiên liên quan đến danh sách tìm kiếm của Google. Ngay từ ngày Chủ nhật 22 tháng 5 thì lưu lượng tìm kiếm liên quan đến chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Barack Obama đột ngột tăng mạnh ở trên Google với hơn 150.000 lượt tìm kiếm đã được xác nhận. Từng hình ảnh, hoạt động của ông thì đều được giới truyền thông trong và ngoài nước ghi nhận đầy đủ. Thậm chí là MC truyền hình Mỹ Lan, người có em gái đã tặng hoa cho Tổng thống ở sân bay, thì cũng dẫn vị trí thứ 2 về lượt tìm kiếm ngay trong ngày 23 tháng 5 sau khi bức ảnh về em gái của MC Mỹ Lan tặng hoa cho ông Obama được công bố. Đến ngày 24, những hình ảnh ông Obama giản dị ăn bún chả trên phố Lê Văn Hưu, Hà Nội, rồi bài phát biểu rộng giá trị về việc xây dựng, bảo vệ đất nước và hợp tác phát triển Việt Nam và Hoa Kỳ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng đã gây bão trên mạng. Một số nhân vật khác có liên quan trong hành trình của ông Obama tại Việt Nam như là rapper Suboy hay là ca sĩ Mỹ Linh thì cũng có mặt trong top lượt tìm kiếm trên Google. Dễ thấy là các chủ đề về Tổng thống Obama thì đã thống trị truyền thông trong tuần vừa qua và nó cuốn bay hoàn toàn những câu chuyện về hỉ nộ ái ố của giới giải trí vốn thường chiếm lĩnh trên Internet. Trong chuyến thăm của Tổng thống Obama, việc đảm bảo thông tin liên lạc xuyên suốt trong hành trình từ Việt Nam cho đến Mỹ thì chắc chắn là một trong số những ưu tiên hàng đầu. Và trong chuyến hành trình của ông Obama đến Việt Nam thì hai nhà cung cấp Internet là NetNam và VNPT là hai đơn vị được lựa chọn để cung cấp kết nối Internet cho Nhà Trắng. NetNam là đơn vị được tín nhiệm để phục vụ kết nối Internet chủ yếu cho sự kiện này. NetNam là nhà cung cấp dịch vụ Internet đầu tiên tại Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay công ty này chủ yếu cung cấp các giải pháp liên quan Internet cho các cơ quan và tổ chức nên là người dùng cá nhân có lẽ là sẽ vẫn chưa biết đến nhiều NetNam. Theo ICT News thì NetNam đã triển khai 18 đường kết nối với tổng băng thông đến hơn 500 Mbps trên giây tại Hà Nội, trong đó có 10 đường tại khách sạn JW Marriott, 4 đường ở khách sạn Metropole, 2 đường ở khách sạn Intercontinental và 1 đường ở trung tâm hội nghị quốc tế, đồng thời phủ sóng Wi-Fi tại trung tâm hội nghị quốc gia. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng băng thông kết nối thì cũng đã lên đến 1GB với 35 đường kết nối phục vụ cho sự kiện. Còn phía VNPT, mà cụ thể là VNPT thành phố Hồ Chí Minh đã được thuê đường truyền riêng phục vụ cho một số hoạt động của Tổng thống Obama tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó thì có đường truyền Internet riêng từ sân bay Tân Sơn Nhất và Tổng lãnh sự quán Mỹ đến thẳng với Nhà Trắng. Sự kiện gặp gỡ 100 doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu tại không gian làm việc chung Dreamplex hôm 24 tháng 5 vừa qua thì cũng sử dụng đường truyền của VNPT. Việc kết nối thông tin liên lạc rất là nhanh chóng giữa Việt Nam với Nhà Trắng thì chắc chắn đã đem đến hiệu quả rất là tích cực. Chúng ta thấy là những đoạn video và những thông tin đã được Nhà Trắng đăng tải lên mạng với tốc độ rất là nhanh và chúng ta gần như là có thể cập nhật liên tục và từng phút một những diễn biến của Obama tại Việt Nam. Còn bây giờ quay trở lại với những thông tin đáng chú ý khác đã diễn ra trong tuần. Chúng ta sẽ cùng đến với một chiếc điện thoại đáng chú ý đến từ Trung Quốc. Trong tuần qua thì SNO đã có cơ hội để giới thiệu với các bạn dòng Galaxy C dành riêng cho thị trường Trung Quốc của Samsung. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nói đến một chiếc điện thoại khác nội địa hoàn toàn 100% là Trung Quốc, đó là chiếc ZTE Axon 7. Đây là một điện thoại với thiết kế cũng như là những đặc điểm có rất là nhiều nét được xem là đáng chú ý và nó cũng khá là khác biệt giữa một dòng điện thoại Android na ná nhang hiện nay. ZTE Axon 7 là điện thoại đầu tiên tương thích trọn vẹn với nền tảng thực tế ảo Daydream mà Google đã khởi xướng tại hội nghị các nhà phát triển Google I/O tuần trước. Có nghĩa là chiếc Axon 7 này trang bị cấu hình đủ mạnh để phục vụ cho việc dựng và phát hình thực tế ảo mà Google yêu cầu. Giá bán máy này khởi điểm tại Mỹ sẽ là 449 USD, tức là khoảng 10 triệu đồng Việt Nam. Bạn sẽ có một cấu hình rất là cao với bộ xử lý Snapdragon 820, bộ nhớ RAM là 4GB. Ngoài ra thì máy này có một phiên bản đắt hơn với mức bộ nhớ RAM khủng khiếp 6GB cùng với bộ nhớ trong là 128GB và giá bán tại Trung Quốc cũng chỉ là 4.099 nhân dân tệ, tương đương với 13,9 triệu đồng. Về mặt ngoại hình, ZTE Axon 7 cũng khá là khác biệt. Ngoại hình này thì có được một phần là nhờ công của DesignWorks, cùng một công ty tư vấn thiết kế trực thuộc hãng sản xuất xe hơi BMW. Mặc dù mang nhiều điểm đã từng có các điện thoại khác như là giải loa kép thì giống HTC One, rồi bộ vỏ nhôm bóng láng, nhưng mà ZTE đã đổ khá nhiều công sức để hoàn thiện các chi tiết để trở nên đẹp nhất có thể. Máy có màn hình lớn 5,5 inch với độ phân giải là Quad HD và viền hai bên khá là nhỏ. Thỏi pin 3140 mAh có thể sạc nhanh theo chuẩn Quick Charge 3.0 mới nhất và đương nhiên nó dẫn đầu trào lưu dùng cổng cắm USB-C mà các điện thoại Trung Quốc cao cấp vẫn đang theo đuổi. Loa ngoài kép thì được ứng dụng công nghệ Dolby Atmos cho âm thanh rất lớn mà vẫn chắc và rõ nét.
mic thoại ở trên Action 7 cũng được áp dụng công nghệ thu âm mọi hướng và nó thu được tiếng ở cả khoảng cách 7m, rất phù hợp cho các cuộc gọi hội nghị. Máy có camera sau với độ phân giải là 20MP, khẩu độ là f1.8 của Samsung chế tạo, trang bị đầy đủ bộ ổn định ảnh quang học và ổn định ảnh kỹ thuật số, có thể chụp ra được hiệu ứng mờ bokeh cùng với rất nhiều tùy chỉnh tay cho những người dùng thông thạo. Hiện Axon 7 đang chạy trên Android 6.0 Marshmallow, nhưng mà theo ZTE thì hãng này có được quyền tiếp cận với Android N từ rất là sớm nên là máy cũng sẽ được cập nhật nhanh nhất có thể. Tại triển lãm về công nghệ hiển thị Display Week 2016 vừa được tổ chức tại San Francisco trong tuần vừa rồi thì các phóng viên của trang Slash Gear đã có cơ hội để được chứng kiến tận mắt loại màn hình uốn dẻo có thể cuộn tròn lại được của Samsung. Samsung rất là thường xuyên chia sẻ trong vài năm nay về tình trạng phát triển cũng như là tiến trình mà họ đã làm được trong việc phát triển loại màn hình này, và đến bây giờ thì chúng ta đã có thể được xem một màn trình diễn được xem là đặc sắc nhất của loại màn hình này. Samsung đã công bố việc phát triển màn hình OLED uốn dẻo từ vài năm nay và cứ thỉnh thoảng chúng ta lại được thấy một bước tiến nào đó sát gần hơn đến với hiện thực của loại màn hình này. Lần trưng bày tại triển lãm Display Week 2016 này là rõ ràng nhất. Quan sát từ nhiều góc độ cho thấy là màn hình này đang được kéo ra từ một cái trụ, trông giống như là chúng ta đang cuộn tròn một tờ giấy rồi lôi ra nó vậy. Đặc điểm kỹ thuật của màn hình OLED dẻo này bao gồm độ phân giải Full HD với kích thước là 5.7 inch, nó dày 0.3mm và chưa kể lớp cảm ứng, nặng 5g. Tương lai của màn hình có thể biến đổi kiểu dáng chính là đây. Samsung chưa bao giờ ngừng hay là để gián đoạn công việc phát triển màn hình dẻo. Những chiếc điện thoại màn hình cong như là Galaxy Round, Note 8, S6 Edge hay là S7 Edge thì chính là một trong những thử nghiệm dần dần để hãng có thể hoàn thiện hơn công nghệ. Hiện tại thì màn hình dẻo được thử nghiệm thì chưa tích hợp lớp cảm ứng, nhưng mà chắc chắn là Samsung sẽ có cách để tích hợp một đun cảm ứng vào nó trong tương lai. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một số sáng tạo thú vị liên quan đến công nghệ. Trong bối cảnh nhiều người đi bộ thường xuyên dán mắt vào điện thoại khi đi đường và đang trở thành một trong số những vấn đề nghiêm trọng nhất đối với người đi bộ khi mà tham gia giao thông, gây nên những nguy cơ mất an toàn giao thông rất là cao, thì một công ty của Đức mới đây đã nghĩ ra một sáng kiến tương đối là thú vị mà lại có vẻ như rất là đơn giản, đó là gắn một dải đèn vào dưới lòng đường. Và phát kiến này thì đơn giản như thế, nhưng có lẽ là hiệu quả của nó thì không phải bàn cãi. Và xem ra thì đã đến lúc để những chiếc đèn tín hiệu không chỉ nằm ở trên những cột đèn mà còn phải nằm ở ngay dưới chân người đi đường. Công ty tư nhân Stadtwerke Augsburg của Đức vừa tiến hành lắp những dải đèn nằm ở sát lề đường và nó nằm song song hai hàng điểm dừng của loạt xe điện. Mỗi khi mà có xe điện đến gần thì những chiếc đèn đỏ sẽ nhấp nháy ở trên mặt đường. Nó đóng vai trò như là những đèn báo hiệu ở trên cột mà chúng ta vẫn thường thấy. Nhưng mà ở đây thì nó dành riêng cho những ai đang mải mê chúi mũi vào điện thoại mà vẫn có ý định băng qua đường không để ý xung quanh. Theo công ty Stadtwerke Augsburg thì đèn giao thông bình thường hiện nay không còn nằm trong tầm mắt của rất nhiều người đi bộ. Cách đây ít lâu tại thành phố Munich, một cô gái 15 tuổi đã thiệt mạng sau khi dán mắt vào điện thoại, lại đeo tai nghe để rồi bị xe điện đâm phải. Bản tin S News thì cũng đã từng đưa tin cách đây ít lâu về một cái chết của một cô gái trẻ khác ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cũng vì mải mê điện thoại mà ngã xuống hồ dẫn đến chết đuối. Vì thế những giải pháp như thế này tại Đức dù nhỏ nhưng mà lại rất có tác dụng. Hiện nay thì nó vẫn đang ở trong giai đoạn thử nghiệm và cũng chưa đến bao giờ thì mới được triển khai chính thức. Trong khoảng vài năm trở lại đây, Samsung cùng với sự vươn lên của họ về việc chiếm lĩnh các phân khúc điện thoại di động ở nhiều thị trường thì có một thứ mà chúng ta rất dễ thấy, đó là khả năng quảng cáo và tiếp thị của Samsung thì cũng hoành tráng không kém. Khắp các con phố, từ những nơi có thể là bán điện thoại di động hay là ở trên những mặt đường và những đường trung tâm, chúng ta đều dễ dàng thấy được những biển quảng cáo của Samsung, của những chiếc Galaxy Note 5 hay là Galaxy S7. Tuy nhiên thì nếu như mà bạn cho rằng thế đã là lớn và nhiều thì ngay bây giờ hãy cùng đến với thủ đô Moscow của Liên bang Nga và chúng ta sẽ cùng xem Samsung đã biến cả một tòa nhà thành một chiếc Galaxy S7 Edge như thế nào. Một tòa nhà 25 tầng ở huyện Sokol nằm ở trên trục đường kết nối trung tâm của thủ đô Moscow với sân bay quốc tế Sheremetyevo đã được Samsung hô biến trở thành một màn hình khổng lồ với diện tích 3.200m², cụ thể là nó cao 80m và rộng 40m, tạo cảm giác như đây là một chiếc Galaxy S7 Edge cực kỳ lớn và thậm chí là còn có cả hai cạnh cong. Chiếc S7 đặc biệt này có thể được nhìn thấy rõ ở khoảng cách hơn 2 cây số. Lý do Samsung chọn đặt nó tại đây là bởi tuyến đường này một ngày chào đón đến 800.000 người qua lại, không chỉ là xe cộ mà còn là cả người đi bộ cũng rất nhiều. Đây được xem là một cơ hội quảng bá không thể tuyệt vời hơn. Để tăng độ nhận biết, Samsung còn chiếu những hình ảnh chuyển động như thể như là những thứ đang diễn ra trên một màn hình điện thoại vậy, lại càng tạo cảm giác đầy giống điện thoại hơn. Với những ai chưa mua Galaxy S7 hay là S7 Edge thì lời nhắc nhở to đùng mỗi lần họ đi qua chắc chắn là nó sẽ kích thích tâm lý mua hàng lên rất nhiều.
Vừa rồi là những thông tin nổi bật trong tuần 4 của tháng 5, tuần cuối cùng của tháng này. Và hy vọng là trong những tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến một tuần lễ sôi động với nhiều thứ thú vị như thế. Còn bây giờ thì S News xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau.